Xin chào các bác nhá. Chào các bác đến với shop bên công Nhật bãi của em. Chúc các bác ngày mới thật là tốt lành. Hôm nay thì em sẽ lên cho bác một lô cần nữa, và lô cần ngày hôm nay sẽ là một loạt lô cần sút dòng câu lục và một số cây cần ISO khuyên to. Vào đây tổng thể ngày hôm nay có 2 4 6 8 10 12 14 cây bác nhá. Đấy, các bác mà ưng cây cần nào ngày hôm nay thì các bác gọi điện trực tiếp cho em bằng số điện thoại 0326 267 369 em ở góc màn hình bác nhá. Đấy, các bác gọi điện thoại báo mã này, em sẽ gửi địa chỉ, em sẽ gửi cho bác nhá. Phí ship toàn quốc sẽ là 40.000 trên một đơn. Ok, hẹn chờ cây cần đầu tiên. Cây cần đầu tiên cũng là một cây cần lục đầu tiên, và nó mang thông số khá là ok và của hãng Daiwa. Con này sản xuất tại Nhật các bác nhé. Con này là mang thông số như sau: dài là 4m20, cứng là cứng 27 của hãng của dòng Long Bem, của Daiwa Long Bem. Carbon con này sẽ là carbon dòng carbon Quicker, dòng Quicker các bác biết rồi đúng không? Thì dòng này ngoại hình và mọi thứ rất là ok. Đấy, phôi hai da từ ngoài nhé. Đấy. Nắp đít ok. Đấy rồi bát. Con này thì mang bát là bát PS7 thôi nhá. Đó. Và dàn khoen đây, con này sẽ được trang bị một dàn khoen là dàn khoen xích của nhá. Đấy, dàn khoen đầu bu titan xích này, được chưa? Đó, dàn khoen bên trong là toàn bộ là thép chống gỉ loại siêu xích nguyên bản, không nứt không nổi quá nhá. Đấy là về dàn khoen. Còn bên trong phôi đây quá nhá, phôi con này sẽ là phôi hai da xoắn, dạng xoắn dày như này. Đấy, được chưa? Đấy, phôi hai da cả đây luôn nhá. Đấy. Con này thì sẽ được trang bị một cái định vị nóng luôn. Đấy, đây là định vị này, định vị khoen. Được chưa? Nguyên bản 100%. Ngoại hình tương đối quá nhé. Con này như là có cả định vị nóng nữa con này. Đây này, phần tam giác này, định vị nóng anh rõ chưa? Đấy, định vị nóng nhá. Đấy, định vị nóng đây, có định vị nóng và định vị khoen. Đấy, con này tôi cần lục khá là cao. Đây là ngoại hình con này thì chính xác là em chưa lau chùi làm bóng cho nó, nhưng là nó hơi cảm giác hơi bẩn một tí. Con này về các bác đánh bóng lại thì ok đó nhé. Đấy, không đánh bóng đã thế này rồi anh rõ chưa? Đó, nó là cái cây hàng hệ, em sẽ xoay lại 3 lần nữa nhá. Đây là ngoại hình này, carbon Quicker sản xuất tại Nhật của hãng Daiwa, carbon hai da dòng dày. Đấy, ngoại hình dàn khoen là dàn khoen Fuji xích, loại sư xích. Đấy, đầu bu là titan xích rất là đẹp. Đó, phôi bên trong là hai da không xước gì đó nhé. Con này chưa đánh bóng, con này đánh bóng thì khỏi nghĩ luôn. Đấy. Đó, chiều dài là 4m20 và độ cứng sẽ là cứng 27. Ok, em sẽ báo giá cho bác con này nhé, cân nặng và thông số này. Con này thì có quýt cơ rất là nhẹ rồi, 350 g một chiếc cần sút, 350 g là rất là nhẹ các bác nhé. Gốc là 24 này, ngọn zin là 28.5. Đấy, con này thì mã số 1 nhé, con này có giá là 1.900.000 nhé. Đấy, VIP nhá. Còn sang cây số 2 này, cây số 2 là một cây cần cũng VIP luôn. Hai cái này đều sản xuất tại Nhật các nhá. Con này cũng là carbon Wicker, con này thì carbon dòng nó caro nó to hơn con kia. Đây, carbon Wicker nhìn rõ nhá. Con này đã được hạ bát rồi mà bát chưa hoàn thiện. Nghĩa là bát trước ở trên này các bác nhá, mình bát trên này này, người ta hạ dưới này. Và hai cái đầu là chưa được vào keo. Đấy, em lừa thì em có lấy về em bán luôn, em cũng chưa có vào keo nhá. Thì các bác về các bác vào keo, cái tiền keo này em sẽ gửi cho bác 100 gì đấy, hơn trăm để các bác làm vào keo nhá. Đấy, còn phôi thì carbon hai da này, con này thì ngoại hình đẹp quá nhá. Đấy, phôi bên trong đây ạ. Con này là phôi hai da dòng ô to hơn con kia. Đấy. Hai da này tận ngọn nhá, ngọn cũng hai da nhá. Được chưa ạ? Con này thì cũng được trang bị một dàn khoen là dàn khoen dòng thép chống gỉ titan xích, được chưa ạ? Nó sẽ xích hết nhá, đầu bu cũng xích nhá. Đấy, cái chỗ chân khoe này hơi lỏng quá này, chân khoe lỏng về các bác gia cố lại cho em. Đấy, chân khoe này lỏng, cái lỏng này thì rất đơn giản thôi, cho keo gia cố là xong. Đấy,
toàn bộ nguyên bản, mà khoen là không lỗi gì cơ nhá, là khoen không nứt không lỗi. Rồi. À, con này thì được cái ưu tiên hơn là độ cứng, nó sẽ độ cứng 30, nhìn hơn con kia một tí. Một con cứng 27 và một con cứng 30. Đấy, em xem lại ngoại hình nhá, cơ này. Dòng này rất ít gặp nhá. Đấy, phôi hai da này. Hai da này. Hai con này mã gần như tương đương nhau, nhưng hai con là khác đời nhau. Đấy, con này thì nó lợi thế nó cứng hơn. Con kia thì mềm hơn một tí. Còn hai ngoại hình là tương tự các nhá. Mọi thứ đều ok, đẹp, rồi ok. Đấy, con này em sẽ báo cho bác cân nặng và giá luôn. Con này là nặng là 380 g, nặng hơn kia 30 g vì nó cứng hơn. À, gốc là 23.8 này, ngọn này chắc chắn phải to hơn một tí ti rồi. Ừ, ngọn tương đương thôi nhé. Đấy, ngọn còn nhỏ hơn như một tẹo teo kìa. Đấy, các bạn nhắm định có mua nhá. Đấy, con này thì cứng 30, 30 và 27 chênh nhau khá nhiều do cái chất liệu độ cứng 30 được trộn hơn 27. Nhưng mà con này nó được cái nhược điểm là nó đã hạ bát và cái bát nó đang ở dưới chưa được hoàn thiện. Đấy, còn phần ở trên này keo hơi, cái phần keo hơi lỏng thì bác gia cố thêm cho em. Thì hai con này em sẽ tính bằng giá nhau. Để có bác về các bác tính rồi tính nhá. Con mã số 2 lại ra 1.9 nhá. Đấy, hai cây hàng hệ của dòng lục. Rồi, chúng ta chuyển sang mấy cái hàng thường giá rẻ hơn nhá. Đây, cây thứ ba. Ở cây thứ ba là một cây cần Sud Dream. Con này sản xuất tại Hàn Quốc, xuất Nhật các nhá, của hãng Suzumi. Con này khá là mới các nhá. Đây này, cái bóng bóc chụp đít vẫn còn đây này. Đấy, đít mới qua, các anh rõ chưa? 3.9. Con này ngoại hình mới đẹp quá nhá. Ngoại hình đẹp, phôi bên trong cũng đẹp. Dài 39, độ cứng con này là 25. 25 đến 27. Dài 39. Chỗ này là cái lịt nhá, nó quấn nâu quá nó mục lịt này. Dàn khoen ok. À, dàn khoen có lỗi nhá, là khoen nứt một khoen này. Có vết nứt không anh rõ không ạ? Có vết nứt này. Nứt thì trừ tiền nứt. Còn ngoại hình con này thì ok nhá, con này ngoại hình đẹp, bát nước zin hãng Suzumi sản xuất tại Nhật, 39, cứng tầm 25-27. Giá con này nếu mà đẹp, mã đẹp thì bán 1 triệu, nhưng con này bị lỗi một khoen thì em sẽ lấy các bác là mã số 3 là 850 k. Đấy, cho anh em thoải mái nhá. Con này sẽ mang cân nặng là 400 g, gốc là 24 ạ. Ngọn con này là 28 và con này có giá là 850 k, mã số 3 nhá. Rồi sang mã số 4 ạ. Mã số 4 là một cây cần của dòng LFT. Cái chỗ này là cái chỗ này này là một cái thanh sắt để bảo hiểm nhưng mà bị gãy rồi. Cái này nó bị giòn cái thép, cái thép nhé. Con này là một chiếc cần LFT, dài 4,2 m, cứng 80. Dòng này là một dòng để câu biển hoặc là câu lăng xê gì đấy. Con này sản xuất tại Nhật các bác nhá. Đấy, Kakari này. Bao nhiêu ngoại hình này, ngoại hình của nó đây. Đấy, con này thì bát là bát vặn này. Bát vàng 4,2 m, 80, phôi là phôi hai da quá nhá, hình rõ nhá. Sản xuất tại Nhật quá nhá. Con này sẽ được trang bị một dàn khoen như thế này. Một dàn khoen bạo lực. Không biết gọi khoen này khoen gì, khoen hai chân để các bác câu biển, câu cá lớn. Còn phôi bên trong đây nhá, phôi bên trong là phôi hai da như này, có định vị nóng nhá. Đấy, phôi hai da định vị nóng. Đó. Con này thì được một cái đầu bu là đầu bu xích quá nhá. Đúng là xích này. Đấy. Còn khoen ở dưới là dòng Fuji nó xước xám. Con này thì cái khoen trên cùng này đang bị nứt nhẹ quá nhá. Đây này. Có chút nứt nhẹ trên chân khoen đầu tiên. Còn khoen thứ hai này bị ố muối, không vấn đề gì, cạo ra là hết. Dòng này dòng khoen chống dỉ thế này, nó chỉ có gặp muối hơi ố mà cạo hết muối thì phát nó lại bình thường. Còn dòng khoen bình thường nhá. Mà cho bác xem lại này, con này nó cần khá là cao cấp cho nên là em sẽ xoay kỹ. Cái đít này coi bẩn bỏ nhá. Lắp đít vặn bình thường. Bát ok, khoen hai da phôi đẹp. Đấy, hai da hết nhá.
quen thì mọi thứ đều bình thường, trừ quen trên cùng, gần trên cùng nó bị lứt một tẹo. Nói chung nó để lực câu thì gần như không ảnh hưởng gì vì nó nứt ở bên dưới. Cái lực xuống này nó tì vẫn tì vào dưới và rất là chắc, gần như không ảnh hưởng gì. Đấy. Rồi, cái cây này em sẽ báo giá cân nặng số cho bác luôn này. Cây này sẽ mang cân nặng là 500 g. Gốc là 24 ạ. Ngọn là 2,9 ly. Ở gốc trên thì là 20,7, 27. Còn con này thì nếu mà đẹp chuẩn mà long lanh thì bán 2 triệu. Nhưng con này mã thì nó bị lỗ một tí đít này. Cộng lỗ một khoen em sẽ lấy bác là 1 triệu tư nhé. Đấy, hàng hẹ này. Rồi sang cây thứ 5 này. Cây thứ 5 là cây cần lục tiếp theo. Cây cần lục này thì nói ra là ngoại hình nó cũng khá là cũ. Đây các bác nhìn thấy là ngoại hình nó cũng khá là xỉn màu. Mà con này thì cũng rất nhiều những ưu điểm như sau. Con này lỗ trước mắt nhìn thấy là đang có băng dính cuốn đít các bác nhá. Đây. Đấy, có thể là cái lắp đít nó bị lỗi hoặc lắp đít nó đã bị thay hoặc là nó bị lỏng cái đấy nào. Cuốn lắp đít này em chưa bóc ra, nói chung kệ đi. Bị cái gì thì như thế, còn đâu thì em sẽ tính cho bác. Con này thì em mang chiều dài là 4,25 m hoặc cứng 25. Đây một chiếc cần hàng hệ của hãng Ruby các bác nhá. Hãng Ruby. Đấy, bát là bát stylus đời cao. Dàn khoen cũng là dàn khoen xích luôn các bác nhá. Đấy, bộ khoen xích. Con này cũng là dòng đời cao nhưng mà khá là lâu rồi, nó dòng cao đời cổ. Đây, cho anh xem lại ngoại hình nhá. Đấy, ngoại hình này. Bát stylus này. Dàn khoen là dàn khoen đen xích. Dàn khoen này em kiểm tra có lứt không, nó không lứt thì rất là ngon. Dàn khoen này bình thường không lỗi gì quá nhá. Còn đây phôi bên trong đây ạ. Phôi bên trong nó có xước này, cũng xước khá là nhiều, xước răng, bong sơn. Con này như một dòng hai da thôi. Đây phôi bên trong đây nhá, phôi bên trong lại màu sáng như này. Ngọn con này thì sẽ là được định vị khoen như này. Ngọn thì nhìn hai da lồi cộm đấy, còn dưới thì không biết. Đấy, ngọn là hai da định vị khoen. Đấy, con này thì ngoại hình nó cũng khá là xấu rồi, chủ yếu bán cho bác cái bộ khoen là chính nhá. Đây là 4 m, là 4 m 25, cứng 25 của hãng Ruby sản xuất tại Nhật. Khoen dòng khoen xích, dòng khoen xịn nhá. Đấy. Rồi con này sẽ bao cân nặng cho bác này. Cân nặng con này sẽ có ra nặng là 410 g. Gốc là 23. Ngọn là 26,6. Con này mã số 5, con này lấy các bác 1 triệu tròn. Vì nó có bộ khoen rất là đẹp quá nhá. Đấy, bộ khoen. Các bác nào mà lấy bộ khoen về là ngon, còn không thì câu bình thường. Đấy. Mã số 5 này, sang mã số 6 này. Mã số 6 là một cây cần của hãng gì đợi em xíu. Tarot Target của hãng Target rồi. Dài 4,50 m, cứng 25. Đây là một cần không biết nội địa hay là chai lơ xuất nữa. Có chữ Nhật ở đây các bác nhá. Đây này. ITC còn không 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 biết nghĩa là gì. 4,50 m, cứng 25. Một chiếc cần 4,50 m lâu lắm em mới gặp. Con này nắp đít bình thường này. Có tem chữ Nhật đây này. Bát Fuji PS7. Dàn khoen là dàn khoen Fuji, dàn khoen ổn không lỗi gì quá nhé. Cái này hơi lỏng keo một xíu, bác ra phôi là xong. Phôi bên trong cũng đẹp quá nhé, phôi bên trong là đẹp. Ngoại hình ổn. À, con này bị lỗi rồi quá nhé. Em thấy lỗi rồi đấy. Rồi, ok, con này có lỗi nhá. Tí quá, hơi tiếc. Ok. Như này, con này sẽ là 4,25 m. Cứng 25. Con này nếu mà cần đẹp như này thì em sẽ lấy các bác là 900, nhưng mà con này đang bị lỗi như sau, nó nghĩa là dàn khoen nó nhưng mà ngọn nó bị gãy rồi và người ta thay một ngọn khác, mà ngọn này nó là ngọn phíp không phải là ngọn carbon vì nó rất là dẻo. Đấy. Và cái cần này thì
Thay ngọn rồi thì các bác đi mua ngọn nhé. Con này thì thứ nhất là cái ngoại hình rất là đẹp, nó chỉ mất cái ngọn thôi, thì các bác mua mấy ngọn em sẽ trừ bác 300 để mua có ngọn, thì con này sẽ có giá là 600, vì nó 4m50, thông số cũng rất là ít gặp nhé. Cân này con nặng, con này thì 550 g, khá là nặng. Gốc là 26, ngọn là 29.6, và con này là mã số 6 ra 600.000. Rồi, sang con số 7 các bác nhé. Cần số 7 là một cây cần của hãng Alpha Tucker, dài 4m50, cứng 20. Con này là một dòng ISO dạng ISO khuyên lớn, cũng gần như là cũng làm một dòng sút. Dòng sút nhưng mà khuyên là không khuyên đề 3, đấy, có thể hiểu thế cho nó dễ. Con này thì không khuyên đề 3. Sút nhưng không khuyên đề 3. Bốn mét năm mươi cứng 20, ok nhé. Con này ngoại hình khá đẹp nhé. Ở một dòng của Alpha Tucker sản xuất tại Hàn Quốc xuất Nhật, bát Fuji, khoen Fuji, dàn khoen nguyên bản không nứt không nổi, cần nguyên bản không nứt không nổi, và ngoại hình đây, phôi bên trong đấy nhá, phôi bên trong là cũng ổn, không có sức nhiều nhá, có chút sức dăm này. Cần câu rồi thì không tránh được, mà nó là cần bãi thì các bác đừng có đòi hỏi quá nhiều về cái ngoại hình. Giá rẻ thì cần xấu mà giá đẹp thì cần đẹp, đúng không? Con này thì ngoại hình tương đối ổn, đẹp. Giá thì con này cũng phải chăng thôi. Con này sẽ đo báo thông số bác nhá. Con này nặng là 450 g. Gốc là 26 ạ. Ngọn con này là cứng 20, là ngọn là không to, ngọn là 2.4 ly nhá. Con này thì lấy các bác là 900 k. Đây có Alpha Tucker xuất Nhật nhé, 4,5 m cứng 20, 900.000. Rồi chúng ta chuyển sang cái ISO. Ở một cái ISO thân to, nhiều bạn cũng khá là săn cái loại này, không dính nha. Rồi cái ISO này là cây mã thứ 8. Con này có chiều dài là 54 thôi nhá. Ở đoạt đầu ghi đây là 2.5. Slim Master. Con này một cây cần sản xuất tại Hàn Quốc, carbon slim, bát Fuji, khoen là khoen Fuji đó nhá. Đây là dàn khoen. Con này thì đọt 2.5 cho nên là cái ngọn nó khá là to quá nhá. Con này thì độ cứng khá là cao, cứng khoảng tầm 3 đến 4 h. Bác nào mà muốn câu cứng cứng một tí thì bác chơi con này. Đấy gặp con cá 4 5 6 cân, 7 cân các bác có máy bác kéo là thoải mái. Con này thì ngoại hình là ổn quá nhá. Bên trong nó có xước răm này, con này có xước nhá, con nhìn rõ không? Rõ là do nó không có xước mấy nha, nhìn không rõ. Đấy, con chút xước răm nhỏ quá nhá, bên trong có xước, hiện tại trong này nó vẫn đang có chút cát lắm nhá, em cảm giác con đang có sọt soạt. Các bác muốn sạch sẽ các bác phải rửa qua đi thì đẹp, hoặc là các bác rút hết ra bác lau. Đấy, ok nhá. Đây ngoại hình này 54 đợt 2.5 rồi. Con này sẽ mang cân nặng là 320 g, gốc là 2.4. Ngọn là 1.45, còn con này có giá là 700. 700 k này. ISO này, ISO thì nó sẽ rẻ hơn ISO con bé con to, đúng rồi. Nên cây số 9 này. Cây số 9 này là một cây cần của Alpha Tucker các bác nhá. Ở đây là một cái cần dòng sút lỡ, dài 39, cứng 25, thân bé. Ở cần này thì nguyên bản 100%. Dòng đời khá là cổ đấy, nhưng mà ngoại hình rất là đẹp. Con này sản xuất tại Nhật các bác nhá. Con này sản xuất Nhật. Bát Fuji, dàn khoen là dàn khoen Fuji. Con này dàn khoen cũng không có nứt, không nổi các bác nhá, dàn khoen ổn. Phôi bên trong thì có xước này, con này cộng khá là nhiều đấy nhá. Nhưng mà phôi rất là dày dặn. Con này sẽ được trang bị một ngọn màu trắng như này. Đấy, một ngọn trắng nhá. Ngoại hình đây. Con này thì ngoại hình nó tương đối thôi, vỏ ngoài rất là đẹp nhưng bên trong là do câu xong là rút ra rút vào nhiều, là có xước cát bên trong như là hơi xước, mà cái này phôi rất là dày, cảm nhận được phôi rất là dày và chắc.
Rồi con này phô rất dày quá nhá, đây em đo cho bác xem cái độ ly, tại vì em cảm cờ sờ cảm giác nó rất là dày. Đây bác này, ly không là một ly gần một ly tư này, phôi rồi. Con này là dòng khoen nỡ thôi, thì nói chung là nó giá nó cũng tầm trung. Rồi con này sẽ mang cân nặng là 320 g này, gốc là 21 ạ, ngọn là 3 chấm. Con này lấy các bác là 850 k, 850 k. Rồi chúng ta sang cây số 10. Số 10 là một cây cần dòng lăng C. Ở đây là một cây cần gọi là cây hàng hẹ các bác nhé. Ở đây là chính xác là một cần của dòng Olympic. Con này thì bình thường là nó có ghi thông số, nhưng con này như là bị mờ hết thông số rồi phải. Đây dàn khoen rất là dày, nhưng dàn khoen cũng có chút lỗi quá nhé. Đây coi như là em cầm này để cho em báo cho bác để bác biết nhé, tại vì hai cái cây cần này là giống giống nhau về thương hiệu, nhưng cái cây cần ở dưới đây này là nó đã bị mờ hết cái thông số rồi đấy, nên là em sẽ áng cho bác nhé. Hai cây cần xem dài bao nhiêu đó. Đấy nhiều cây cần mà người ta câu, nhiều người người ta thích câu theo dạng là xóa hết logo đi cơ, người ta chỉ cần trắng trơn câu không, không có thương hiệu như gì cả. Con này ngoại hình nó rất là đẹp nhé, con này trước này em bán 4 5 6 cây rồi. Rồi, cây này sẽ là cây dài 1m9 à 3m9 nữa nhá. Olympic phôi này, phôi hai da xoắn gân nổi như này. Các bạn nhìn rõ không ạ? Cây này ngoại hình đẹp, được trước này em bán giá là 1,4 triệu một cây. Cây Olympic hai da như này. Nhưng mà con này ngày hôm nay thì nó có một hai nhược điểm như sau. Thứ nhất là cái phần thông số nó đang bị mờ, coi như là nó em sẽ áng chừng độ cứng của nó sẽ là cứng khoảng tầm 80, 39 cứng 80 để vào đánh năng C. Bát vặn dàn khoen là như sau, dàn khoen thì tổng dàn khoen này là Fuji tất, nhưng mà bị lỗi những canh như sau em báo luôn cho bác nhé. Con này thì tổng cái dàn khoen là lỗi mất 3 khoen, nên mà này 1 khoen, 2 khoen, 3 khoen là bị nứt. Câu thì vẫn câu được nhưng mà nó sẽ không được hợp mắt, vì cảm giác có lỗi thì câu sẽ không sướng. Phôi là phôi hai da và ngoại hình phải nói là đẹp chứ không phải là xấu quá nhé. Đấy ngoại hình con này thì rất là mới luôn. Cái tem ở dưới kia em nghi là dùng hóa chất họ họ tẩy đi rồi. Còn bên trong phôi rất là đẹp quá nhé, phôi rất là bóng, được chưa? Ở đây là ngoại hình. Thì lỗi như nào thì em sẽ báo cho bác như thế cho nó dễ nhá. Con này thì ở 1,4 triệu thì em bớt cho mỗi khoen 100, cộng với cả 100 khoen thay, thì con này em sẽ lấy các bác bây giờ là còn tròn 1 triệu. Cái cần số 10 này nhá. Lỗi thì bán lỗi. Rồi, cái này sẽ nặng là 420 g. Gốc sẽ là gốc 26 và ngọn sẽ là ngọn 25, 2,5 ly đấy, là có giá 1 triệu cần số 10. Nó một chiếc cần của Olympic dòng dòng hàng hệ đấy, nhưng mà bị lỗi nhỏ. Bây giờ sang cây thứ 11 này, gần hết rồi. 11 là một cây cần của dòng Tyler xuất. Em nhìn ngoại hình này biết của Tyler rồi. Con này thì làm chiếc cần phải nói mới thì cũng hẳn là mới đấy. Đây các bác nhìn dây bóng ở đít này là chưa bóc ra nhé. Đấy, bóc ra thì là mới tinh. Cứ bóc ra cho nó dễ. Đấy, vì ngoại hình con này rất là mới. Ở đây em chỉ cần dài 39 cứng 25 của một dòng Tyler xuất. Có cốt nhá, các bác có thể tìm thấy cái cốt ở đây, nên trên mạng tìm là sẽ ra thông số của cái cần này. Cái này sẽ mang được một cái bát là bát đời cao, dạng bát bát ghi ra pan pát đó chứ đùa đâu. Khoen là khoen Fuji. Phôi con này thì phôi màu xám sữa như này, có xước răm bên trong nóng thứ hai, nóng thứ ba thì không xước. Ngọn khá là to quá nhá, không biết là hạ ngọn chưa nhưng ngọn thấy khá là to. Nói chung cái cần này thì nó sẽ không mang được nhiều thông số đẹp, thì em sẽ áng chừng giá cho các bác thôi. Cái ngoại hình là ok rồi này, ngoại hình rất là đời cao luôn. Rồi con này thì nói là một cây cần khá là mới của Tyler xuất, nặng là nặng 350 g, gốc là 23, ngọn hiện tại con này là ngọn 3,4. Con này ngọn khá là to thì em khẳng định con này đã có hạn chút ngọn rồi, không ít nhiều có 5 phân ngọn.
thì nó mới to được như thế nhá các bác nhá. 39 cứng 25 đấy, con này em lấy các bác là 700, mã 11 700k nhá. Sang mã 12 này, mã 12 này là một cái cân của Pro Mariner. Đấy, con này thương hiệu còn đầy đặn hơn con kia. Đấy, một Pro Mariner xuất Nhật thì các bác biết dòng này rồi. Dòng này là Stem Cutter, dài 4m05 và cứng 27. Con này thì Pro Mariner nó có những điểm là cái bát của nó ấy, thì không bao giờ là ngon, mới cả khoen cũng thế, nó chỉ là hàng ấy thôi. Nó chỉ là cái hàng của hãng thôi. Con này cái bo chống nổ cái này đang bị vỡ các bác nhá, nứt. Đấy, bo chống nổ miệng nứt nhá. Cái này thì em sẽ giảm giá cho các bác này. Dàn khoen là dàn khoen hãng, không phải dàn khoen Fuji, được chưa ạ? Thông số đẹp con này thì kể ra các bác nào mà có cái bộ khoen đẹp của bác giáp với con này thì là ok nhá. Cũng khá là nhẹ nhàng. Rồi, con này thì không có gì soi cả vì em thấy nó mất cái nứt nứt này, em đã thấy không ưng rồi, không giới thiệu nhiều nữa. Và sẽ bán mềm cho các bác. Đấy. Stem Cutter nhá, 4m05 cứng 27 của Pro Mariner. Pro Mariner là một dòng coi như quá nổi trội, nó là dòng cần giá rẻ. Nặng là 350g, rất nhẹ nhé. Gốc là 23. Ngọn 22.5. À, con này thì bị lỗi là lấy các bác là 650k. Đấy, nhàn chuyến nhá. Bằng cái cần ISO. Rồi, cái cây cần này là cây cần thứ 13. 13 là một cây cần giống cái cần này quá nhá. Thông số nó ghi như sau, dài 3m3, cứng là cứng 80, hiểu chưa ạ? Một dòng cần hai da của Olympic. Đấy, gần hai da nhá. Con kia 36, con này 3m3, con này ngắn hơn. Bát vặn. Con này thì dàn khoen thì không lỗi một chiếc nào. Dàn khoen bình thường hết. Đấy, phôi bên trong rất là đẹp nhá. Các bác muốn khoen đẹp phân xích thì ngoài có chế thêm. Đấy, phôi rất là đẹp luôn, phôi hai da hết nha các bác nhá. Rồi. Con này thì cũng như con kia thì bị lứt khoen, con này thì không lứt khoen, nhưng mà con này thì cái ngoại hình của nó đít này hơi có xước một chút. Đấy, thì con này hai con này sẽ tính giá bằng nhau nhé. À, con này sẽ rẻ hơn tí cho các bác dễ chơi, 900.000. Đấy, mã số 13. À, con này nhá, có lỗi nữa là con này lắp đít này. Lắp đít bị tụt lắp đít. Xin ra em căn rẻ hơn. Ngon mà, cái này phôi cực đẹp. Cái cuối cùng này, cái cuối cùng là một cây em thích nhất. Cái cuối cùng là một cây cần của hãng hãng Tyler các bác. 4m5 đọt số 3. Every ISO. Con này thì bát hãng, khoen hãng. Chất liệu thì tất cả cần của em gần như là carbon 100% rồi. Con này sẽ mang được một dàn khoen là dàn khoen hãng. Bát hãng, khoen hãng, phôi carbon nhưng mà ngoại hình là thông số đẹp. 4m5 đọt số 3. Đây, các bác nào phải hạ tay thì bác hạ nhá. Con này thì em chỉ lấy ngang tầm con ISO thôi vì cái con này là dàn khoen có 1-2 chiếc bị lứt rồi. Đấy, rồi, nốt thông số con cuối cho nhanh nhé. Con cuối thì thường niệm hay đi nhanh. Lặng là 270g. Gốc là 25. Ngọn là ngọn là 1.9 ly quá nhé. Đấy, con này thì lấy các bác là để về các bác hạ tay. 4.5 đợt 3 ISO khoen to. Đấy, các bác là 550k. Cuối cùng. Đấy, ok nhá. Các bác ưng cái nào ngày hôm nay gọi thì báo cho em nhá. Hẹn các bác clip tiếp theo. Bye bye.